Hi, chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái tựa game mới nữa, đó chính là Dinobots. Cái tựa game này nó cũng khá là thú vị các bạn. Nó là một cái game chiến thuật và mình sẽ vào vai những cái con khủng long để đánh lại những cái người tiền sử cố gắng là để cướp những cái quả trứng của mình các bạn. Cái này nó sơ lược nè các bạn. Và nhiệm vụ của mình là sẽ cố gắng bảo vệ những cái quả trứng khủng long này. Đó. Người tiền sử thì rất đông các bạn. Đó đây. Đầu tiên thì nó cho mình cái vũ khí là cái này là cục đá nè các bạn. Ôi trời 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 trời, nó còn đi được nè. Nó lãnh một viên đá vào đầu mà nó vẫn còn đi được nè các bạn. Bây giờ mình làm sao đây? Nó cướp trứng của mình nè. Bây giờ mình cho một viên đá nữa. Ôi. Khá là vui luôn các bạn. Rồi, tiếp tục luôn các bạn. Đây là một cái game chiến thuật các bạn. Và chúng ta sẽ có nhiều cái loại khủng long khác nhau. Rồi. Đây, mình được một con Snappy rồi này nè các bạn. Để mình coi con Snappy này nó làm được cái gì nha các bạn. Rồi, mình có cái con Snappy này, mình muốn có nó thì mình phải cần hai cái quả táo các bạn. Và cái cây ở đây mình có cái cây táo ở phía trên đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ triệu hồi một con Snappy. Ồ cái này nó tấn công tự động nha các bạn. Rồi đây. Để mình coi thử cái nó làm cái gì người tiền sử. Nó vỗ tay hả? Nó vỗ tay à các bạn. Nó làm cái gì vậy? Chịu hồi thêm nữa. Ủa nó phun khói hả? Hai đấu một. Mình phải cho thêm một cục đá nữa. Chịu hồi tiếp. Cái lúc đầu thì lúc nào nó cũng đơn giản được các bạn. Chúng ta có thêm một quả bơm mà bơm núi lửa. Còn chúng ta phải bắn vào cái quả bơm để kích hoạt nó các bạn. Ồ chúng ta có rất là nhiều bạn chơi luôn nè. Các bạn thấy không? Game này là khá là vui luôn. Mình cũng có chơi thử một chút rồi. Nó có nhiều đảo giống như cái game Clan and Zombie 2 đó các bạn. Ồ. Mình có được một con khủng long mới nữa nè. Ôi trời ơi. Mình thả một cái quả bơm núi lửa nè coi. Đúng. Ồ, quá ngon luôn, quá ngon. Cái gì vậy? Ủa mình mới nhấp vô. Ồ, tức là nó sẽ có một cái con hồi máu nè các bạn. Cái con nó đội cái này nè, nó cầm cái bình xanh xanh nè. Mình xử cái con hồi máu nè. Để nó hồi máu, để cho nó không hồi máu con này nè. Thêm luôn. Thêm con Snappy mà bây giờ mình chỉ có mỗi con này thôi. Đông quá, địch đông quá. Rồi. Nó ra nữa nè. Mình bổ sung thêm. Một cái con mới nữa đang đến nè các bạn. Cái con này hồi nãy nó là tên gì nhỉ? Rambo à? Để mình coi cái con này nó tấn công như thế nào. Ồ, nó nhảy tới nó cạp à. Đây là con Raptor các bạn, Raptor. Nó có cái sức tấn công và cái máu trung bình thôi. Ở đây là một cái điều phải nói là khủng khiếp đối với những người tiền sử nè các bạn. Cái con đó người tiền sử sợ nó lắm. Mình qua tới cái màn 4 rồi nè.
con này thì cần 4 quả táo để triệu hồi nó các bạn. Có lẽ là mình phải cần một cái quả bơm này mới xử hai con này. Hai con này nó dài quá. Mày hả? Mình cho con Raptor ra để nó. Mày hả? Mày hả? Đánh con phía sau nè. Mày hả? Ôi trời 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 trời. Nó tiêu diệt con mấy. Ôi 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 ôi. Cho một quả bơm nè. Mày hả? Ôi trời, con này nó dai ghê. Dai hả? Ôi, mình được một cái viên kim cương. Coi nó có bán cái gì mình mua các bạn. Ồ, cái con Rambo là cái con cái đầu nó giống như là có cái nón hay nè các bạn. Mình up nâng cấp đây. Mình sẽ nâng cấp cái con Raptor của mình. Rồi, mình có thêm một cái con mới nữa các bạn. Cái con này là cái con gì đây? Ồ, cái con này nó có khiên bảo vệ nè các bạn. Cái con này nó có khiên bảo vệ bơm. Nhưng mà cứ cho nó 2-3 phát là nó cũng chết hả? À? Mày hả? Cho ôi không. Ôi một. Rồi. Ôi trời. Nó đánh mình đúng vụ luôn rồi các bạn. Đây. Đó. Táo mình sản xuất chậm quá. Thôi một bầy luôn rồi. Được không đây? Và chúng cuốn ở đây nè. Mày hả? Mày hả? Kịp rồi. Còn chúng ta có một con khủng long mới. Con này nó khá là giống con cá ngựa. Các bạn nhìn hay ghê ạ. Để coi nó bắn. Trời nó coi con kiên. Ồ nó bắn giống như là cái cây trong zombie đó các bạn. Nó bắn xa, con này bắn xa nha các bạn. Con này bắn xa khá là hiệu quả. Đây là mình sẽ nâng cấp cái con đó. Để coi nó là tên gì ta. Con này nó tên là Bisty à. Nâng cấp lên 400. Nâng cấp nữa thì còn phải có kim cương các bạn. Ồ cái này sót. Cái này mình có thể là mua một cái quả bơm núi lửa nữa. 800. Ô thôi để dành đi các bạn, để dành đi từ từ. Rồi, mình qua màn 6. Rồi, đó. Không chết là cho quả bơm ngay giữa luôn nè. Ồ không chết. Đúng rồi. Bắn xa đi. Vậy là mình phải cho cái con này ra nhiều lên để cho nó bắn xa các bạn. Rồi có cái con cầm cây lao nữa cả. Vậy là phải dùng cái con này. Ôi trời. Con thiên nữa. Đó, cái con này hiệu quả các bạn, con này ngon.
nó bắn xa được ngon nè. Đó, mình sẽ chiêu hộ con này nhiều lắm. Đó, nhào vô. Rồi, hầu có con đó thắng dễ dàng luôn. Rồi, mình phải nâng cấp con đó mới được. Đâu rồi, cái này cần phải mua. Vút á, hai đanh bơm à, mua cái này đi. Rồi, để coi điểm mình nâng cấp cái con bắn này được không, con Bitty của mình tới 1200 à, không được các bạn ơi, phải chơi thêm một màn nữa. Ồ, đây mình mới mua cái quả bơm này 300 coin các bạn. Cái quả bơm này mình phải kích hoạt nó mới nổ nha. Cho con này ra đó, mình thấy con này rồi, con khủng long cá ngựa đây. Mày hả? Trời, mấy cái con cầm. Mày hả? Ôi, nó cầm cây lao đó, nó chọt cái con mình, nó chết queo luôn. Cái con này hồi máu nè. Đâu rồi, đâu hết rồi. Ôi trời, có con có giáp các bạn ơi. Ôi thắng rồi. Login hàng ngày cũng có thưởng đó nè các bạn. À, rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp cái con ha. Ôi lộn, mình nhấp lộn rồi. Quay lại. À, mình sẽ tiếp tục đi số 8. Ôi mình mất một mạng rồi. Ồ, bây giờ chúng ta có ba cái shot rồi nè. Một cái đóng băng nè, cái ném đá và cái bơm núi lửa. Ném đá nè. Trời, chưa chết luôn. Mày hả? Đóng bằng nữa, cái con cầm lao này nó ghê lắm các bạn, nó chọt cái là có con của mình tôi luôn. Mấy con này của mình máu yếu quá. Ném bom luôn. Trời, chưa chết nữa. Trời. Ném bom. Mày hả? Nó sắp chết rồi. Con khủng long này chắc là nó sống ở dưới nước các bạn, cái đầu nó rong không nè. Mày hả? Trời, nó coi vậy mà nó không chết. Ồ, mình có thêm một cái con mới nữa các bạn. Đây là cái khủng long ba sừng. Rồi, chúng ta có một cái con bự nữa rồi. Mày hả?
Đây là cái nhiệm vụ hàng ngày nè các bạn. Rồi để mình coi mình là 2000 mấy, mình sẽ up cái con này lên. Cái con này khá mạnh. À, mình thấy khá là ngon luôn. Ồ, đang huấn luyện nè. Kiếp à. Rồi xong rồi, xong rồi. Ồ, bây giờ chúng ta sẽ tới level 9 nha các bạn. Trời ơi, cái quả bom này mình có thể là đặt thêm những quả bom nhỏ xung quanh nữa nè các bạn. Ghê không? Mình cộng thêm 20 à, 20 quả táo à. Trời 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 trời. Mày hả? Trời ơi. Sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Ôi hên quá. Cái con này của mình ra rồi. Con này của mình máu khá là nhiều. Vô, vô. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Đẩy lùi được cấp đầu rồi. Ủa, con này nó bận áo giáp luôn nè. Ghê chưa? Gọi nó tiêu diệt cái con cũng làm ba sừng của mình rồi. Cho một quả bom luôn. Mày hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, con cầm giáo nè. Hãy cho mình nâng cấp cái con này, thấy nó khác biệt không các bạn? À. Mày hả? Trời ơi, nó gõ một cái là chết của mình một bầy luôn. Kinh vậy. Trời ơi, kim cương kiếm nhỏ giọt luôn các bạn. À. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái level này coi. Ồ, Edwin à. Và bây giờ chúng ta có thể chơi với bạn bè à. À, qua level 10 các bạn, qua level 10. Trời ơi. Wow. Đến một cái vùng đất khác các bạn ơi. Cái con này là phải dùng băng này cho nó tắt lửa. Mày hả? Trời, chưa chịu chết nữa. Mày hả con? Trời ơi, con này nó có cái khiên nè. Xử nó trước. Mày hả? Mình phải chịu hồi con khủng long cá ngựa này. Cậu con này nó phóng xa nè, bạn giống như nó bắn cung rồi nè. Trời ơi, ngủm rồi, ngủm rồi. Một bầy luôn. Rồi. Một bầy nữa. Mày hả? Rồi thắng rồi các bạn.
Ôi, vậy là hôm nay chúng ta đã đi được từ level 1 đến level 10. Rồi, hôm nay mình dừng ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.